Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng nhân dịp mình với anh Lộc cũng đi thả lưới nè bạn. Nên Hải củ sủ á, có gọi điện nói là mới có được con cá cóc á. Nên định như vậy làm món lai gai xương xương. Mà mình cũng không biết là làm món cá cóc nấu món gì nữa nha. Tại Hải nghe củ sủ nói vậy thôi. Như mình với Lộc cũng mới đi thăm lưới xong nè. Giờ hai anh em mình cũng tranh thủ chạy về. Giờ này thì cũng hơn 5 giờ rưỡi mà. Khoảng gần 6 giờ kìa. Bầu trời hướng nhìn xe đét đẹp quá ha. Tranh thủ về làm món lai gai xương xương buổi chiều tối ơi. Cá cóc mà thịt nó ngọt nó béo lắm bạn ơi. Nó chỉ có chân tương hay là mình kho cà hay là mình nấu măng cũng rất là ngon. Nghe tới kèm với đinh đăng nữa nhức nách. Dạ anh em mình tranh thủ giọt thôi, cá sống quá sống chạy không nhanh không được. Trời buổi chiều đẹp quá bạn, đó gật cái trên thành phố ở trên thành phố Sa Đéc ha. Đây làng bè coi gì tí nè. Ê, bảy con cá nha. Ủa ổng luôn. Bảy con cá ơi, chú bảy con cá ơi. Ngồi lên nha. Lên lên bè cũ cái số. Ngồi bén à cá cóc. Tranh thủ lên à. Nhanh gọn lẹ. Bảy con cá ông đang vớt cá. Đây là tấp liệu lý tưởng của ổng mà. Hai mấy triệu gì đó, 20 triệu phải. Cảnh thằng ơi, nhìn thấy giống như cái bàn không, áo vũ cơ hàng không. Bè gỗ. Bè này nuôi chủ yếu là mình nuôi cá thắt lát á, rồi mấy cá như cá chim trắng rồi á. Chứ nuôi cá hồng dở bạn ơi. Do cái gọng phía dưới đáy đó, nó thấp lắm. Nó không có sâu á, mới nuôi cá đồ hồng không có đạt. Xa xa đằng kia là anh Cam đó, tức là anh rể của Mr. Đen á, qua cho cá rồi hồng giống trên ở trên bờ ăn hồng con. Còn người ngồi gì dáng đẹp kia là bà Tư xinh đẹp đang ngồi câu cá. Người chồng mới ban ra đó là bà bầu Miss Si Nương. Đậu đâu Lộc? Đậu đâu? Đó, sang rồi, hồ bơi đặng kia đậu đâu? Thánh thằng thiệt hả? Ừ. Thánh thằng đó trời. Bởi em nói sao tại sao cái xuồng đậu đằng cái bè ổng mà ổng lại đây ổng tắt trời. Cũng hên về tới đây hết xăng. Đó tôi nói rồi hai thằng quay khúc nào. Trời ơi tôi quỳ tôi lại luôn Lộc ơi. Mà câu cái gì vậy? Trời ơi củ sủ với thằng Lợi đang làm cái gì vậy? Cái lồng tông thấy có con khỉ gì đâu. Cuốn trống trơn không có con nào á. À, tới đâu rồi chị Nương? Nãy giờ mình với Lộc cũng bận văn lưới nên ở đây chị Nương mới làm tới đâu nữa. Làm luộc măng à, mới luộc măng à. Không. Măng mới luộc nè. Mớ cá tóp, cá xương nè. Rồi để đi lấy con cá vô mà. Măng này là măng tươi hay gì? Măng tươi. Gì vậy sớm bà? Ở đây làm gì? Ở đây luôn đi. Ăn đi về tôi. Ở đây chơi, ăn luôn rồi về. Thì khóm nè. Đâu con cá đâu chị Nương?
lấy bà Tư xinh đẹp bằng phụ kìa chó mau. Ai biết làm không được mà. Đây con cá cóc ký hai vậy đó. Chèo cái gì đã không? Cá cóc này được cá thịt ăn nó béo lắm nha, nhưng mà được cá là xương nó hơi nhiều mà. Ở đây thì thường mình bán cái giá nằm 80.000-90.000. Bạn tin không, có thời điểm là mấy anh em ở đây ăn lưới neo là bán không ai mua luôn á. Nhưng mà năm nay thì có mua rồi, nhưng mà giá thì cũng tạm tạm được. Được. Cái này cóc đực nè bà Nương. Trời quý khuyến trời. Bà Nương nó manh động thiệt chứ. Rồi đem ra sao xử luôn. Cóc đực là nó phải ốm ốm dài dài là cá đực. Mà Tư xinh đẹp rồi định về nên thôi ở lại đây phụ mằng cá mình chị Nương xíu. Để đặt đầu đừng có ra nha. Mà làm đi tôi không quay thôi chứ. Hai quỷ già kia bạo cái gì, có con cá nào đâu bạo. Thả lưới cá lồng tông đó bạn. Hồi nãy ông đem vô mưa ông dính tò thấy nguyên bảy cá sơn. Vậy hả? Chạy ra lưới đó mà dính cá sơn thôi rồi rồi. Cá sơn trong hầm đó đó. Lưới cá lồng tông hả? Ừ. Dính ha con. Cái này hồi chiên tư luôn hả? Cái đó chị Tư các bạn ơi. Ba lớn vậy nè. Thì chứ lưới cá lồng tông mà bà nói dính cá sơn tôi biết cá sơn nó bự cái nào rồi. Mà cá cơm con nào cũng lấy hết chứ bự hơn chiếc đũa luôn đó hả? Cá cơm hả? Ở trong hầm em có cá cơm ta? Nhóc. Trong hầm này nè bạn, hầm đâu có cá, hầm nuôi cá đó bỏ quan trong đây nè. Mấy cái chòi đó là chòi của Mít Tà Đen đó, giờ thành giống như là quan sơ luôn rồi. Quan giả. Quan giả chứ phải quan sơ. Cũng hên là anh chị sau này không ra đây coi cá nữa, chứ nếu mà cái bè có củ có sủ mà gần giờ xuống đây mà đối diện chỗ này thôi rồi xong phim ngày nào cũng nẻ hết. Bà thị bên đây mà củ xuống đây nữa nó nhậu với bà thầy bà gì bà tí. Cái măng này là măng kiểu mà măng tre gì chị Nương? Măng tông á. Tre măng tông hả? Măng tươi măng chị Nương nãy ba luộc sẵn rồi nóng hổi luôn. Măng á thì mấy bạn làm thì cũng phải luộc cho vài nước nha cho nó sạch nha. Chứ không hồi nó nói chung là măng này ăn nó cũng không tốt cho lắm mà nó nhức mỏi. Mà ngược cá là ăn rất là ngon. Ăn nhiều quá không có tốt. Đâu ăn hoài mà nhức. Hử hử. Tới mùa nó mới có ăn chứ không có đâu mà ăn hoài mà nhức. À, tính ra nhiều loại măng lắm bà. Măng khô. Măng khô rồi măng nó ngâm đồ đó lum hết trơn. Xuống cái đầu ngâm rồi luộc rồi xả làm hoài vậy. Ra mấy chất màu luôn. Lớp màu gì mà vàng khe á. Lấy nó ngâm trong keo tùm lum hủ tùm lum. Cái bà cái măng khô nó ngâm tùm lum hết chứ. Nó làm gì màu quá trời. Không mà không phải công nhận là măng công nhận làm món ăn ngon thiệt. Như giò heo hầm măng rồi nè. Ăn cũng nhức nách chứ phải giỡn hả? Khô đó ha. Ừ. Mẹ hấp gà cái măng khô nó ngon. Cái măng đó phải làm giữ kỹ đó. Cái cốc này. Mua về rồi ngâm rồi xả rồi ba bốn nước rồi xả. Đâu có cá không? Nhìn mặt biểu hiện là biết rồi. Ê quay lưng giặt với ăn. Quay mặt rồi ừ vậy đó. Thầy cái lương tâm mà lại nó đếm được luôn đó bạn. Bốn con chịu đời sao cho nổi đây. Ừ. Nghe nói bà Nương nói hả không đem vô hầm không thả còn cá sơn không hả? Gỗ xanh nông nổi thiệt chứ. Rồi hết quay mặt mày rồi đó, mày quay cái mông mày rồi đó, quay lại đi. Đã, được con nè, năm con. Cá sơn nó mà khô quẹt. Ủa cái sơn ngon lắm mày. Ừ. Chiên hay kho ăn ngon lắm á, thịt nó ngọt. Trời cứ sơn cô quẹ hứa nào chứ nổi. Ừ. Ừ, thả lưới cá lồng tông 5 con bạn ơi. Chủ đời sao cho nổi đây. Bơi đâu ạ? Bơi ra ngoài. Tôi chia tay bà Tư đâu ạ? Tôi chia tay hai bà luôn đó. Mày mặc cái này. Đó, chia tay hai bà. Cái gì nữa? Người đi đâu ạ? Khánh Hằng ơi trời, chủ yếu mình xuống xuồng để mình quay cảnh hai bà kia góc phía ngoài đây ra quay vô. Ai biết nó không quay đi đâu. Đúng rảnh thiệt trời.
Giờ này đi kéo nữa hả? Kéo thử lưới mới chạy. Thôi có mày thôi, mày có xác cá khỉ gì thôi, mày đừng có gớ vô đêm cũ trong lọc kéo mày. Câu cá người ta câu dính đùng đùng, nó câu không dính một con. Mày biết cái xác cá cỡ nào rồi, thôi mày đừng có gớ vô, khai trương ta lưới mới đừng có gớ vô. Khai trương ta lưới mới mà ông để lại nó gớ vô là rồi đó. Kéo người dàn cái chính giữa bè thẳng lên hướng xe đét nhìn cái bầu trời nó đổ rực cho nó nguyên chớm, quá đẹp quá đẹp. Qua đây xíu rồi bán thịt trâu với bà hai với bà ba, còn bè không biết chắc còn, mà giờ này bà ba chắc còn cho cá ăn mà. Hai can câu bời, hai can câu à, bà ba hai đi cứu lưới hả? Ừ vậy còn lại bà ba xinh đẹp. Còn kia hai chồng còn 2 phút cũng chuẩn bị về. Đó cái bè cá lý tưởng ông bà ở trong đó đó, nhỏ nhỏ đó. Bè cá mà lúc trước sư mẫu bà nuôi đó. Tấp liệu lý tưởng hai ông bà đó. Rồi sau này tháo ra nó để cậu Phúc nuôi. Mấy cái dẹp cá chê của củ sủ nè. Thấy cái màu lớn mọi người. Nuôi trong vòng 2 tháng là có thể mình bán được rồi đó, mau lắm. Tặng là dụng lại mấy cái đi hồng chết ở bè nè, dục vô cho nó ăn. Làm mồi luôn, đỡ tốn tiền thức ăn. Bà đang làm gì vậy? Bà nạo tiền cái vậy? Bà ba xinh đẹp. Bà cạo cá hồng cũng là bà nạo cho tiền vậy? Gì? Đâu? Cái gì đâu, có cái con nào. Nó lỗi với người ta. Bạn hơi khó thấy, giờ cũng bị tối rồi. Đó, mày vinh còn chùm cơ. Trời ơi, chạy dữ đâu dữ vậy? Nó đang hai đứa vô nhau lúc lử. Trời ơi, trời ơi, hai con chạy vòng dưới mà. Nó hơi nước hai nó hơi tối rồi, bạn hơi khó rồi. Thấy một chút. Kìa kìa đây nè. Hai con nó dựng đực đó. Vậy hả? Ừ. Kìa đó đó. Mấy bạn có còn thấy cái bóng không à? Người hai mày vinh. Ê, làm gì vậy? Ở đây nè nè. Nó đu hoài, nó cắn ra hoài. Đó, đó, đó. Này nó giật giáp xúc chính đó. Đang chơi hả? Hai con đang làm việc. Hai con đang làm việc, đang yêu. Mày Vinh. Trời ơi. Hết chuyện. Câu hồi trưa mình câu nước vòng. Ồ mà con cá cóc này công nhận cái thịt nó vàng dữ gì nữa. Ừ. Nè. Con thịt vàng cháy luôn các bạn. Cá miếng ngon. Cá thịt vàng nó miếng ngon. Vàng như nghệ luôn. Ôi ôi, thấy bà Tư xinh đẹp không? Bà ngồi bà cạo từng cái dãy con cá. Chứ không cạo lấy gì mà sạch trời. Cái dãy này như nhừ á, loại cá tốt đó đó. Giờ chị Nương ba mà bầm tỏi này chuẩn bị mình phi. Action. Làm gì lại? Đi thành phố làm gì? Dạ. Đi thành phố làm gì? Đi thành phố chạy xe lại. Cho dầu vô. Mày chạy xe đó chủ yếu mày chở gì lại? Chở đồ đạc. Dạ. Đúng chân ta. Ai thay gì chở đó hả? Tỏi vô. À. Đi thành phố chở đồ đạc hả? Có thơm ra liền không mau tóc hành đó. Thơm sao mà nó thơm quá thơm. Nghĩ ngộ ha, tỏi mới còn sống nó còn tanh ha, mà ngược lại mình nấu mình phi gử lại nó thơm. Nghĩ ngộ thiệt. Gì không ngộ bà Tư? Sao kệ sao nó còn sống rồi lại ta nó tanh. Sống rồi lại tanh. Ừ, chín rồi lại thơm. Bà vẫn chơi hoài. Mấy loại củ khác nó cũng đâu chín cũng đâu có thơm không đâu. Đã tao nói tỏi rồi. Thì bởi vì mình mới nói là mình không hiểu đó. Nhờ bà Tư xinh đẹp trả lời nè. Lên Google liền không? Hỏi chị Google liền hả? Đây chị Nương bán sắc miếng hành với miếng ớt. Lấy ơi. Đi vô. Trời ơi, tao lại bà Tư. Rồi, để quay viên đó bà Tư. Trời ơi, tao để con để hết luôn đó, chứ không cắt cho biết.
giờ đi bây giờ tôi đi mình ăn sẽ đi đây. Trời trời. Thân như con trâu mà sợ ma. Chỉ có ma sợ mày thôi, với lại chứ mà mày mà sợ ma gì. Rồi để hành vô. Cho hành vô. Với ớt. Kiểu cái này dạng mình kho kiếm kho lạc con na ná vậy đó. Giống như kiểu kho nước dừa mà giờ này tối rồi kiếm nước dừa đâu ra. Một lu đó. Một lu nước dừa. Cái cha gì? Một lu đó. Ừ, nước dừa chứ còn lu không đó. Cà no. Hết đường. Hồi gây hết đường luôn, nói gì thôi dễ gì bà ơi. Chị nương bả chứa bịch bịch chứ. Nó dậy mấy cá tóp nó nhuyễn nhừ coi nó đẹp chứ không. Nước màu đường mua đường gì thắng nha. Ừ, nước màu tự thắng luôn. Nó biết không? Con ơi này, con mua đường chảy gì con thắng sẵn. Nửa ký đường chảy thắng được nửa keo á thôi. Trong thời gian chờ đợi thì ngoài đây bà Tư xinh đẹp cũng mặn cá xong rồi nè. Xong. Họ chiên giòn luôn cái gì chứ luôn. Chiên giòn quất thôi. Khỏi cần ướp gì Tư ơi. Khỏi cần chia ướp gì hết á. Bà chiên xong bà chấm nước tương ăn 3 ký một chét. Cho làm nước mắm. Ờ mắm hay nước tương á. Ăn chấm 3 ký một chét luôn. Chơi miếng nước mắm ha. Cái đó mà ai biết đâu mà làm sao cũng được. Tư làm sao ăn ngon được rồi. Ừ, làm sao ăn ngon được rồi bạn. Vậy. Vậy. Ừ. Giờ để chị nương chế nước vô. Rồi, chế nước vô rồi bắt lên kho. Chế nước vô, chờ đợi thôi. Khỏi ướp đất gì hả? Tư nhìn đẹp này dùng từ nhức đầu à. Khỏi ướp đất gì hết á. Ừ, chờ đợi thôi, trong thời gian chờ đợi hai mấy đại ca trước đang kép cái cơm gì nè, cơm mồm á. Còn hai đại ca mình còn đang trang trí gắn phao để chuẩn bị kéo cái cơm mồm nữa. Cơm mồm cái cơm nó nhỏ xíu rồi nó nheo ở đây nè. Cái cơm mồm đó thì mình chiên bột ăn ngon lắm. Bè cái bên nữa, mỏi nhạt nữa chứ. Tới một chuyện nữa rồi. Giờ bắt đầu mình cho mang vô. Vậy là chờ đợi chút xíu nữa thôi là bào được rồi. Cho nó thấp chút xíu là được rồi. Hai đại ca kia không phải còn đang cột gạch cục chì gì mấy nữa. Trời ơi chuẩn bị chiến rồi mà còn đi kéo cá cơm mồm. Thử nhưng mà thử à. Thử cho mày. Măng này ăn ngon. Mà măng tông nữa thôi. Hết bài. Thứ gì chịu nổi, thứ bảy giật chịu cũng không nổi. Thứ gì chịu nổi là thứ này. Vậy là chờ đợi chút thôi. Ra trước coi mấy đại ca mình kéo sao đây. Một trời giờ đẹp quá bạn ơi, xanh lẹ xanh lét luôn. Chữ nó biết sao không có chữ đủ mát mà bắt được tao. Nữa, lại nữa. Ngoài đây thì bà Tư xinh đẹp cũng đang chiên nè. Quá trời luôn. Không có ướp gì cho con chiên luôn à. Xương gì đó mình chiên ăn luôn xương nó vừa bụng mà. Kéo chứ không nghe sao kéo. Không, cái này không có phải có trái đòi ha, trời xanh bầm á. Giờ tối rồi mới công. Đưa dặm mấy thôi lẹ. Này được mấy mét? Ừ. Kẹ đi nha, đắng kẹ. Đó, dân nhà bà đó. Nó nhèo chân đó đó. Ui, các bạn thấy hoành tráng ra không? Không chịu vô. Nè, nãy thấy nhèo chỗ này nè. Nè còn nè, còn nè. Thì bạn đó, bạn thấy cái sóng hơi dần 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 lên không? Đó, cái cơm mồm đó. Nó giống như kiểu cơn gió, nó hơi nhèo nhèo mặt nước xíu à. Tại cái cơm mồm này nhỏ xíu à.
quất phát nửa ký không? Kéo cá cơm hiện đại. Thời công nghệ hiện đại thì chắc. Cắt ra mồm kéo ừ đang kéo nè không biết sao nữa thấy nó cũng nhiều rồi nè qua liên qua rảnh luôn thằng đồng kéo cái bài lại nói trước là hãy vào cái đụng lưới không thánh thần ở cái tay đụng lưới kìa tao nói mày gầu được cái đụng lưới nó không có xác cá bạn ơi ừ thay chân lưới mới mà nó đâu có xác cá đâu giờ kéo con dây luôn kìa đụng chả giờ nãy đụng nãy giờ rồi vào chả gì thấy lưới không mấy đại ca? Cái mồm mà biết rồi nhưng mà tao thấy lưới không này chứ. Nó có đó, không ít nhiều thôi đó. 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 Có đó, không có. Ít nhiều thôi. Đó. Ủa, nhiều kìa. Ủa, được bạn ơi, được, được, được. Được. Chén á. Nửa chén á. Vậy thôi rồi vậy trời. Lấy cái tô. Nè. Thôi lấy cái tô chứ cái đó chưa trời ơi. Để vậy là lấy cái tô rồi múc luôn rồi đó, đâu có rửa nữa. Vậy là dứt luôn hả? Ờ. Thôi để chị đang lấy cái tô. Kêu mà nó lấy cái đâu ơi. Bọc vào trong kìa. Trong đó đó. Kiểu nghe giống kìa. Nè. Ồ ok. Hả? Phải phải. Nó giống như mấy con cá luôn. Kiểu làm quăng xíu gì đó. Cái đầu mồm. Được rồi dứt nè. Phải phải chứ tôi đang lấy cái tô. Kêu mà thử kẹo đi anh chứ. Ok. Thằng gì đâu mới nhẫn nhừ mấy bà. Mồm mà. Cái mồm mà. Để chị có cơm mồm mà kêu nhẫn đâu nhẫn nhừ. Vậy ông làm mới ngon á. Ăn ngọt hay luôn. Kìa con cá kìa, nó nặng giống như trứng luôn nhưng mà nó quá ăn như giống như trứng. Cá đầu nó như vậy đó. Vậy đó, cái này giống nó mà. Nó kêu cơm mồm mà không. Cái này hên là ta lưới màu trắng còn mới tôn nha, bảo đảm ta lưới mà nó ngã màu xíu mà em thấy con cá nó mới sợ á. Thiệt. Cá vậy không mà thấy nó nhiều nhiều cái mé đây nó có thấy nè. Ờ. Nó giống như cái nhỏ con lăng quăng đó mà. Hồ bơ ngược á. Ngược trời ơi nổi má. Cá anh đuổi nó xui á, tại vì nó nổi ngược nước mà. Cầm chỗ nào trống trống rồi ớt rồi. Thấy qua bậy nó ớt rồi. Trời ơi trời, con cá này ăn. Tính ra là ngàn mấy con. Ngàn mấy con. Đuổi đứng đứng lại. Đuổi mốc cái nhà đuổi. Không, nó đuổi đứng đứng, đuổi nằm nằm. Không có mặn luôn á. Đuổi nằm, đuổi trong cái đũa múc thôi à. Ai nhiều lắm á. Ủa quốc phát nó hơn chén bọn. Xuống nước á, vũ vũ xuống nước. Còn tính ra giờ kéo này chưa được 5 phút, 13 phút rồi. Thấy cũng dễ ăn dữ ha. 3 phút chứ nhiều. Hai chén là dậu kiểu rồi. Được rồi. Nó còn dính nữa rồi. Dính đổ ra kìa. Nó nhiều hả? Nó nhiều giống như kiểu mà nước mà gió thổi nhẹ con sóng vậy đó. Nó xíu à. Ở hai cụm luôn kìa. Đồng lấy gì kìa. Ngang bè có tèo kìa. Kìa, ô cái nheo kìa sát cái bè luôn kìa. Giờ kéo lưới được. Mới đầu định kéo lưới kiểu mà khai trương thôi, thấy làm ăn được quá bây giờ kéo thêm lưới nữa nè. Nó đang nhiều ở phía trước kìa. Ngang bè có tèo Ba Phát đó. Cái này làm chơi ăn thiệt nè. Ở cá bơ cá cơm mồm này ngoài chợ nó có bán không ta? Khoảng nhiêu ký? Chợ 1 ký nhiều lắm á. Mấy em mà
Nhìn cảnh cá kéo cá ra mồm này nó vui không? Dễ ăn thiệt chứ. À, hãy thấy nheo văng cái xuồng quá lọc á. Phát này nhà thằng bạn khả quan hơn phát kia đó đó. Tại cái này thấy hai bầy nó nheo kìa, ở phía trước còn kìa. Nhìn cảnh này vui quá bạn ơi. Vô nguyên bầy rồi. Thấy nó rồi, thấy nãy giờ nó nhiều mấy bầy đang á, hai bầy, hai cụm luôn đó. Còn như mưa ta, rất hột kìa, lông gâm. Mưa tới rồi. Cái này mà tính ra không biết bao nhiêu con mà nói bạn thấy nó nheo quá trơn. Cái này chắc múc một muỗng cho cậu cái ngàn con á. Rồi hát u rồi. Rồi cái này ít hơn cái kia trời. Không dính gì đâu hát u vậy. Có kìa mà ít. Rồi cái này ít rồi. Chỉ có mấy con à. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Lấy em đi. Thôi thả đi mà, có mấy con à. Giờ trời mưa rồi, mấy anh em mình rút quân về, kéo kiểu bên này khai trương lưới à. Ngồi định về nhúng vô, mình nhúng vô cái nồi mà cá cóc luôn á. Cá cóc nó mặn á, mình nhúng vô đó mình quất luôn. Tiện lợi luôn. Tranh thủ về thôi, mưa rồi, rất hột lâm râm rồi. Ồ, cảnh hướng xe đét giờ wow, quá đẹp luôn rồi bạn ơi. Trời ơi. Con cá à, chút chút con tèo hay là con nhí? Dạ. Giờ bắt đầu là chị nương má nêm nếm nữa là rồi đó bạn, xong rồi đó. Rồi lấy mấy cái cơm mồm đó nhúng vô quất lô công đôi chuyện. Luôn. Bây giờ chuyển thành món gì mình cũng biết luôn, mới đầu cá cóc nó măng kìa, nổi qua cá cơm mồm nhúng gì nhúng măng à. Em cá cơm mồm nhúng với cá cóc nấu măng ừ. Rồi, nó xảy vào nhức nách không hả à? Không cái giác sao chút quá giờ đầu múc ra bếp ga nhỏ luôn để hồi mình trụng mấy cá cơm mồm vô luôn ăn cho nó tiện. Đúng chắc wow, lưỡi chứ. Nuốt cái miếng, nuốt miếng. Lọc. Dạ rồi, con làm rồi tư ơi. Mua 5 gram luôn thôi rồi, lai gai hết bài rồi bạn ơi. Thứ gì chưa nói thứ này nè. Thứ gì chưa nói thứ này. Trời đang mua 5 gram luôn. Nó giòn. Ở đây cũng chín rồi nữa. Chín luôn. Ồ, rồi. Nè. Quá đã rồi. Nó vàng. Ăn nước tương nó vàng. Này chấm nước tương nha. Ăn nước mắm thôi đúng. Nước tương mà. Thứ bảy chủ nhật chịu cũng không thấu. Đây con cá cơm mồm nè con này nó nhỉ nhừ luôn á. Nhìn không rõ con cá là về hình dáng con cá luôn á. Rồi luôn bên kia ca nhạc luôn, tớn chuyện luôn. Chiến thôi anh em ơi. Đây cá cầm mồm này nhúng vô. Nói mau mà bên kia mở nhãn nó bạn hơi thông cảm nha. Mở
nói nhạc cao kê nữa bạn ơi, tới một chuyện rồi sát bè sát bên luôn không. Quậy quậy lên đó, đổi màu đó, đổi màu đó, nó nở ra rồi, vô uống hả? Trời ơi, quỷ đi danh dữ trời. Dạ. Quất mẹ rồi, nó quất rồi. Mời cả nhà nha. Wow. Sẵn này thử mà mời nhẹ nhẹ luôn nha. Cắt cơm mồm, nhúng như cắt cóc nấu măng. Mời các bạn ha. Măng rắm vô tôm nó mặn chát rồi. Cái này nó giống như kiểu yến xào á ta. Sắc đó, sắc con họ sắc nước chứ. Không mà sao nó không có cảm nhận được mình ăn con cá trời. Trời á. Cứ như mình như là mình hút nước súp vậy đó. Nó không có cộm cộm cái miệng cái gì vậy mà. Giống như nước súp vậy á. Giống như kiểu mà hút nước súp. Này như mình hút súp cua. Đúng rồi, giống như súp cua vậy đó. Nó không có cảm giác được mình đang ăn nhai con cá hay gì vậy. Béo không? Béo ngấy được không? Trời cũng đang mưa nữa. Có bè nó mở nhẹ. Tới chuyện mong đừng dính bản quyền thiệt tình. Giờ YouTube khó lắm bạn ơi. Không, cái này bữa nào mình kéo mình đi ấy giống như vừa. Mà phải cái nhiều nhiều mới được chứ có mình ít ít gần 4 là 5 thằng bào sao không đủ. Phải kéo nhiều nhiều mới đủ. Cái này còn 2 tô này. Mới ăn ngon chứ mẹ ăn còn ngán cái mồm. Không ngán. Với lại cái gì chứ cái này dễ ăn nè, húp vô không à. Không có nhai nhít chứ, không nhanh gọn lẹ. Có miếng thương rồi mới lạ. Gì đã, lấy gì nữa đây vậy trời. Gào. Gào má hả? Trời nhúng này ăn bát trái với bồ chét luôn đó. Trời ơi, tắt rồi, tắt cả nhạc rồi. Chỗ hả? Không được rồi, trời mưa rồi. Gì nữa? Vô đi. Vô, 1, 2, 3 vô. Đó là không lo nhậu là cái gì mà đề đứt gì đây ba. Tao thấy số đàng hoàng này, điện thoại gì số không vậy? Tao bấm tao điện. Có miếng gầu má nữa kìa, nhúng vô luôn. Bình tới nái luôn. Mới nói đầu định có món một, rút cuộc gom lại cũng nhiều món nữa. Nhóc có trơn món luôn. Cá nè, thịt bò sao hôm qua nè, cá chiên nè. Cá cơm nè. Mời các bạn nha. Để tại cái này mình không có để chân quay, mấy bạn thông cảm không? Tại mình để chân quay dính bản quyền, để xa quá đó, mình nó nhỏ đó. Tiếng nhạc nó lồng vô là bị dính bản quyền. À, đã gì đâu đã. Quân viên măng này. Măng này chấm với nước tương hả ta? Măng hả? Mời các bạn ha. Măng cá là lạc. Chứ chịu con tính nó nghiêng mình chú sáp mà về nhà về biết làm gì không. Tính kêu ngoại chia con vịt sim á, về bà nấu ha, vịt con gà đá ấp á, bà đãi với bạn ra trời ơi. Thứ gì chịu nói hả? Hả? Bà đi. Công nhận ăn ngon thiệt chứ bộ nó béo. Đó giờ mới ăn luôn. Ngon. Nào giờ cũng mới ăn cái cơm mồm này lần đầu tiên luôn đó. Có đâu ạ? Thôi cũng ly cái kết thúc clip luôn. Ba vô. Mấy bạn thông cảm nha, tại bữa nay nhạc cái bên cao quá bạn ơi. Thôi mời cả nhà ha, quất quát này kết thúc clip luôn. À, trời ơi đã rồi. Trời mưa lạnh lạnh quất cái này. Quất vô miếng nó chạy găng 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 găng. Thứ gì chịu nổi. Ăn ngon ha. Béo. Mình nước dừa nó mới đã mà. Mốt cái chiều mà có chữ này ha. Cái này bữa nào kêu nhiều nhiều á, nhúng mất dừa. Mà cái này phải nhiều mới được chứ. Cỡ nửa tô đó mà dân võ bá quan cả này mà chỉ cần nhúng dừa không ăn sao đủ. Ông nội tôi gặp đi mặn với ông. Nước liêm nếm đàng hoàng nguyên cái đó đổ vô luôn. Vừa ngọt vừa béo luôn hả? À, chào bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha. Bữa nay mới đầu định làm cá cóc rồi bạn cuối cuộc kéo cá cơm mồm đó nên làm luôn cái món cá cơm mồm luôn chung luôn. À, chào nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.
Ông lấy đũa không quậy? Quậy lên. Mình múc vô nhôm thôi.